Cả Việt Nam tự hào, bé gái gốc Việt làm điều đặc biệt khi nước Anh khâm phục, đưa Việt Nam vươn ra thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, thế hệ trẻ người Việt ngày nay luôn có khát khao mang hai tiếng Việt Nam vươn xa trên thế giới. Ở Vương quốc Anh xa xôi, có một cô bé 12 tuổi, gia đình có bố mẹ đều là người Việt Nam, tự hào về dòng máu lạc hồng luôn chảy trong huyết quản và với niềm tự hào dân tộc lớn lao thôi thúc trong tim. Cô bé ấy luôn ước mơ làm sao để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tại xứ sở sương mù và trên đấu trường quốc tế. Cô bé ấy là Anna Hoàng. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi cho tới giờ đây, trong mỗi công việc, học tập, hoạt động vì cộng đồng, cô bé đều luôn thể hiện tinh thần, khí chất Việt Nam và với cô bé, tự hào về nguồn cội chính là chìa khóa để thành công. Bố mẹ người Hải Phòng nhưng sang Anh định cư từ năm 2004 nên Anna Hoàng sinh ra và lớn lên tại Anh. Sinh sống ở đất nước xa xôi, cô bé Việt gốc Hải Phòng này gặp khá nhiều khó khăn làm quen với môi trường và bạn bè ở đây. Chưa kể nhiều lần chuyển trường vì bố mẹ thay đổi nhà ở, công việc. Đã có lần Anna khóc khi các bạn không nhớ mình đến từ Việt Nam và cô bé ấy đã quyết tâm khẳng định mình với bạn bè quốc tế trong suốt quá trình sinh sống và học tập tại Anh với hàng loạt thành tích đáng nể đạt được. Ngay từ lúc mới 2 tuổi, Anna đã thể hiện sự tự tin trước chỗ đông người và rất yêu thích hát, múa ba lê, xem trình diễn thời trang và chụp hình. 3 tuổi, gia đình cho cô bé đi học múa ba lê trong một năm và năm đó Anna cũng đạt giải thưởng đầu tiên Top 10 gương mặt Việt Baby do báo Việt Home tại Anh tổ chức. Thế nhưng, để chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và phát huy tài năng trên trường quốc tế, thì nhờ cơ duyên từ người chị Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Ươm mầm Tài năng Việt Nam đã đề cử và đào tạo các kỹ năng như catwalk, trả lời ứng xử, tạo dáng trước ống kính, trình diễn trên sân khấu cho Anna. Anna đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Âu Á 2017 và đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nhí Châu Á khi mới 7 tuổi. Sau đó, Anna chính thức tham gia trình diễn tại tuần lễ thời trang London Fashion Week trong vai trò người mẫu nhí cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng của Anh, Mỹ, Ý và Việt Nam. Những thành tích Anna đạt được tới nay cũng khá nhiều. Năm 2017, Anna đạt Hoa hậu Nhí Châu Á, Á hậu Nhí Âu Á. Năm 2018, Anna là người mẫu nhí của năm do tạp chí Tin tức Thời trang Thế giới bình chọn. Người mẫu ảnh đẹp nhất do khán giả tạp chí True Models Magazine Mỹ bình chọn và là đại sứ văn hóa nhỏ tuổi do báo Thiếu niên Tiền phong trao tặng. Năm 2019, Anna được là nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất của năm tại Anh, nhà thiết kế trẻ của năm do tạp chí Tin tức Thời trang Thế giới bình chọn, gương mặt tài năng vàng do báo Thiếu niên Tiền phong trao tặng. Năm 2020, Anna đạt được giải thưởng như ngôi sao đại sứ thế giới Galaxy of Star, lãnh đạo trẻ chuyên cảm hứng của tổ chức phụ nữ quốc tế Ladies of All Nations International trụ sở tại Anh, lãnh đạo trẻ toàn cầu của Hội nghị phụ nữ và giải thưởng thế giới WWCA trụ sở tại Mexico, giải thưởng người phụ nữ chuyên cảm hứng Seeing Bright Me Award trao tặng tại London, giải thưởng 100 phụ nữ trẻ thành công trao tặng từ Florida American, Á hậu nhí thế giới Miss Regal World, đại sứ trẻ United Kingdom do tổ chức thanh niên quốc tế International Youth Society, trở thành phóng viên nhỏ tuổi nhất của tập đoàn truyền thông lớn tại Anh là Facebook Manager và giành học bổng trường học tại Anh và học bổng từ trường đại học Ariston, Chicago, USA. Tháng 6 năm 2019, cô bé cùng bạn thân thành lập thương hiệu thời trang riêng chuyên thiết kế áo dài, trang phục cho trẻ em và đang kinh doanh khá hiệu quả. Những bộ sưu tập áo dài đó đã được giới thiệu và trình diễn tại nhiều sàn diễn thời trang lớn tại London và nhiều chương trình từ thiện. Đặc biệt là chương trình tại Bộ Ngoại giao Anh tháng 2 năm 2020 trong chương trình quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam tại Anh và châu Âu. Trong khi tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp, Anna vẫn luôn giữ thành tích tốt trong học tập. Cô bé học giỏi, năm nào cũng được phần thưởng và bằng khen của nhà trường. Vì thế, gia đình cũng khá yên tâm cho Anna thử sức trong các lĩnh vực nghệ thuật mà cô bé yêu thích và có tố chất như người mẫu, múa, diễn viên, nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao về học tập của Anna ở trường. Anna rất ý thức trong việc sắp xếp thời gian và tập trung cho từng công việc. Việc học và tham gia nghệ thuật tuy rất bận rộn nhưng lại bổ trợ cho nhau rất nhiều. Một cô bé học thông minh cũng sẽ rất sáng tạo trong nghệ thuật. Nghệ thuật cũng giúp cô bé tự tin hơn và có hình thể đẹp, khỏe mạnh vì vận động nhiều, biết cách sắp xếp thời gian biểu và tự lập trong suy nghĩ. Đặc biệt, Anna giành được học bổng danh giá tại trường của Hoàng gia Anh theo học và trường đại học bên Mỹ. Phải nói, Anna Hoàng là cô bé gốc Việt đầu tiên theo học tại trường Thomas Battersea danh giá. Ban đầu, trường Thomas Battersea là một trường học quy mô nhỏ do gia đình Thomas tự lập ra trên nền móng của một trường dạy ngữ pháp cũ ở thung lũng Napi thuộc khu thượng lưu London.
Qua nhiều năm tháng phát triển, hiện nay, ngôi trường đang được trang web chuyên thẩm định trình độ giáo dục Good School Girl đánh giá như là nền giáo dục tốt nhất mà tiền có thể mua được. Học bổng tại trường Thomas Battersea, nơi con trai và con gái của hoàng tử William theo học, là qua sự tuyển chọn và xét duyệt của hiệu trưởng các trường học. 26 em học sinh lớp 5 và lớp 6 xuất sắc nhất của quận sẽ được theo học khóa học bổng 6 tháng tại ngôi trường này hoàn toàn miễn phí, từ việc ăn uống, sách vở, học tập các môn văn, toán, lịch sử và tham gia các tiết học thể thao, nghệ thuật. Đây là quá trình phấn đấu trong nhiều năm học, không chỉ là học giỏi mà còn phải tích cực tham gia các công tác văn thể mỹ tại trường như làm trợ lý cho cô giáo, làm lớp trưởng, làm phóng viên phụ trách trang thông tin và báo tuần của trường. Nhờ vậy nên Anna có được vinh dự đó. Còn học bổng bên Mỹ được trao cho Anna trong thời gian đại dịch COVID-19 toàn cầu. Khi đó, Anna được mời tham gia thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp tại nhiều diễn đàn online toàn cầu về thách thức và cơ hội trong đại dịch. Làm thế nào để thống trị thập kỷ mới và thông điệp chiến lược thay đổi thế giới ngày một tốt hơn? Giáo sư John Cadaras, người sáng lập và chủ tịch quản trị trường Ariston, đã thực sự ấn tượng với bài thuyết trình và những câu hỏi đáp trực tiếp trong buổi phỏng vấn trực tuyến, nên đã trao tặng cho cô bé suất học bổng theo học tại Mỹ trong tương lai bất kỳ khi nào các em đủ 16 tuổi trở lên. Với một cô bé gốc Việt như Anna, thực sự bố mẹ không giúp đỡ được nhiều trong việc học tập vì lý do ngôn ngữ, chủ yếu chỉ động viên và nhắc nhở con chịu khó học để tốt cho bản thân và có hành trang cho tương lai sau này. Để khẳng định bản thân nơi xa xứ, bản thân Anna đã tự ý thức và tự chủ động học nhiều hơn. Khi bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thực sự, Anna cũng gặp rất nhiều khó khăn vì cô bé là người gốc Việt đầu tiên tham gia giới thời trang nhí tại Anh. Sau đó tham gia các lĩnh vực khác nhau như thiết kế thời trang, đóng phim quảng cáo và sau này là lãnh đạo trẻ, diễn giả toàn cầu nhỏ tuổi nhất, phóng viên thời trang. Cái khó khăn lớn nhất lúc đó là tâm lý. Nhiều khi Anna cảm thấy mình lạc lõng vì không quen ai, cũng không gặp người Việt Nam nào tại các chương trình, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về đi casting nên trượt liên tục. Thậm chí có lúc bị trêu đùa vì trượt quá nhiều phát khóc. Nhưng cuối cùng, Anna và gia đình đã vượt qua được tất cả những khó khăn và rào cản đó để có được những thành quả như ngày hôm nay. Từ nhỏ đã tham gia rất nhiều cuộc thi và nhiều hoạt động, số tiền giải thưởng và các cát đi diễn của Anna cũng tích lũy được kha khá. Cô bé có một tài khoản ngân hàng riêng và 50% số tiền kiếm được là dành cho các hoạt động từ thiện quốc tế, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó, kém may mắn, nhất là những trẻ em bị mắc bệnh ung thư tại nhiều nước như châu Phi, Anh và Việt Nam. Mới đây, Anna đã nhận được thư khen ngợi của nghị sĩ Quốc hội Anh và thị trưởng thành phố London. Số tiền còn lại giữ trong tài khoản ngân hàng của Anna để mỗi năm tới dịp Giáng sinh, Anna lại dùng số tiền đó mua quà tặng ông bà, bố mẹ, gia đình và những người bạn thân. Đặc biệt, Anna hay dùng tiền của mình để mua rất nhiều những quyển sách mà cô bé yêu thích như phần quà tự thưởng cho bản thân. Khi câu chuyện về sự nỗ lực và những thành tích của Anna Hoàng được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều bạn bè quốc tế đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục và khen ngợi cô bé hết lời. Oh my God, tôi không tin vào mắt mình nữa. Một cô bé nhỏ như vậy lại có thể làm được nhiều việc như vậy. Đây là cô bé gốc Việt đầu tiên khiến tôi phải nể. Thực sự, bạn quá tài năng và tôi ước gì con gái của mình sau này cũng có thể tài năng như bạn. Tôi đã từng đến Việt Nam và được biết rằng người Việt luôn rất yêu và tự hào về đất nước của họ. Cô bé này đúng chuẩn là người Việt Nam, định cư ở Anh nhưng vẫn không quên quảng bá cho hình ảnh quê hương của mình. Anna Hoàng quả là một cô bé đa tài và là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam tại Vương quốc Anh. Các bạn nghĩ sao về Anna Hoàng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Tri Thức Việt.